Rồi, chào mọi người đã quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề Nhật. Rồi, mọi người mua hàng liên hệ số hộ em 0348308843. Rồi, em cập nhật danh sách món hàng còn ở dưới cái video này, dưới cái tiêu đề. Mọi người bấm vô xem để coi nó còn hay là nó món hàng nó đã hết rồi. Thì mọi người liên hệ cho nó tiện nha. Rồi, nhớ bấm vô đăng ký kênh để mình theo dõi mấy cái video mới em đăng lên nha. Bấm vô đăng ký kênh để nó thông báo về cho mình biết là có cái video mới. Rồi, hôm nay là cái video 95 mọi người. Nó sẽ có mấy món như sau ha. Đầu tiên là một cái bộ hớt, xin lỗi, một bộ cưa cưa sắt. Đây là bộ lưỡi cưa sắt của Nhật, thương hiệu là Shinto. Chiều dài nó 250 nhân 12 nhân cho 0.64 mm ha. Đây, thông số nó là nó cưa sắt nè. Nó còn mới chưa sử dụng nè. Bộ nó gồm hai lưỡi nha mọi người, đây, hai lưỡi. Nó chiên cái này mình cưa ống nước là hết bài luôn ha. Nó bọc cao su sẵn cho mình dễ sử dụng nè. Đây, nhìn cái thép nó rất là đẹp. Hàng mới nó còn cái lớp PU ở ngoài luôn nè. Nó bọc cái lớp PU ở ngoài. Chưa sử dụng. Nó tồi lên rất là đẹp. Thép nó tồi rất là đẹp ha. Đây, Shinto. Rồi, cái bộ lưỡi cưa này có mã là 9501 nha, giá bán 200 ngàn. Tiếp theo là em về được hai cái ổ khóa. Ổ khóa này ổ khóa số nha. Cái này 4 số nè, này ổ này 3 số nè. Ổ khóa rất là đẹp. Đây, cái ổ này còn cái này luôn. 326. Rồi mình sẽ vặn là 326 để mình mở. Sáu, đó. Đây, chiều dài cái này nó khoảng 60 nha mọi người. Chiều dài cái ổ khóa này khoảng 60 ha. Rồi. Đây, một ổ cũng là khóa số. Đây, ổ này mã là 6634 nha. Đây, 6634 nè. Ok. Rồi, hai cái ổ khóa này em bán chung nhau combo hai bộ luôn nha mọi người. Giá là 300 ngàn, mã là 9502. Hai cái ổ khóa 9502, 300 ngàn. Rồi, tiếp theo em về một cái cây cạp cành bonsai đời của Nhật mọi người. Cạp cành ha. Mà ở đây cái lưỡi nó thì nó sửa rồi nè mọi người. Là mọi người về phải sửa lại thì mới xài được nha. Đây, cái lưỡi thấy nó mài rồi nè. Đó, tình trạng cái lưỡi như vậy nha mọi người. Đó, mọi người cũng xài ngon phải mài lại cái lưỡi này ha. Đây là cái cặp cành bonsai. Đây, lưỡi nó như vậy. Rồi, cây này kích thước nó là 20 cm nha. Cây thép nó còn rất là đẹp nè. Nước gam đen xanh còn luôn ha. Đó. Rồi, cây cạp này có mã 9503 ha, giá 450 ngàn. Nó không có gơ luôn mọi người. Đây, không có gơ luôn. Nó còn zin, không có gơ lắc nè. Đây, con tán nè. Đó. Không có gơ luôn. Rồi, tiếp theo là cái combo này.
bộ dũa với lại hai cây đột, hai cây đột của Nhật nè, chết mát đó, hai cây đột, cái mũi còn rất là đẹp. Đây cái mũi nó có cái vạch để chống trượt ha. Rồi cái bộ dũa 3 cây nè. Đây bộ dũa sắt mọi người 3 cây. Lưỡi rất mịn. Ở đây dũa nó có 3 hình dạng nè mọi người. Đây. Ví dụ chiều dài là 140 ly ha. 14 cm đó. Này dũa vuông nè. Dũa dẹp á, này giờ dẹp. Này bầu nè, cái này tròn, 3 cây. Ok, rồi cái bộ này có mã là đây hai cây đột với bộ dũa có mã là 9504 ha. Giá 250.000. Rồi tiếp theo là cái bộ về cái bộ đa năng. Bộ đa năng này của Nhật ha mọi người. Đây. Thương hiệu này là thương hiệu 1986 luôn. Nó có nhiều chức năng. Đây. Một chức năng nè, hai chức năng nè, ba chức năng. Bốn chức năng nè, năm chức năng nè. Sáu chức năng nè. Bảy tính năng ha. Bộ này bảy tính năng nha mọi người. Ở đây là cái kính lúp. Đây. Đây cái kính lúp ha. Đó. Kính lúp nha mọi người. Đó. Một cái kính lúp dài rất là đặc biệt. Rồi. Tới đây là cái đồ chiên để nhổ đinh, nhổ ghim gì đó. Rồi tới cái này, cái hớp. Đây cái hớp của Nhật ha. Hớp này dài 1 mét mọi người, đây 1 mét. Còn mới tinh. Rút luôn nha, lò xo rút luôn. Hai món, rồi ba món đây, băng keo mọi người, băng keo chưa xài luôn nè. Đó băng keo chưa xài ha. Đầu cắt luôn nè. Rồi 1 2 3. 1 2 3 4 rồi băng keo 4 ha. Tới cái này cái kim này khâu với lại cái lưỡi dao nè. 5. Ở đây cái bấm ghim mọi người. Đây cái bấm tập luôn nè. Đây, muốn bấm mọi người phải đẩy cái này vô ha. À đẩy cái này ra nè. Nó có một cái khóa an toàn này nè. Đẩy ra thì cái kim này nó mới nó hoạt động được ha. Đây. À đẩy trên đây nè. Nó đẩy ra đẩy vô nè. Đẩy ra. Rồi. Ok ha. Cái bấm ghim. Khóa vô nè, đẩy cái này lên. Đẩy cái đèn lên, nó sẽ gài lại. Rồi tới cái kéo luôn nè. Rất là bé. Rồi. Ở đây là cái đục giấy nữa mọi người. Đây cái đục lỗ giấy nữa nè. Vậy là nó tới 8 tính năng luôn. Đây, bấm lỗ nè. Rất là hay luôn. Đây nó có một cái chỗ bấm lỗ nữa mọi người. Rất là độc. Đó. Quá độc luôn. Ok.
Rồi vậy là nó 8 tính năng ha. Đây là cái móc khóa để treo. Rồi ok, cái bộ đa năng này là có mã là 9505 ha, giá 400 ngàn mọi người. Đây kích thước nó rất là nhỏ gọn, 11 cm ha. 11 x 3 35 nhân cho 28 ha. Rồi tiếp theo về một cây mẫu hàng cán gỗ của thương hiệu là Nhật. Đây hàng nội địa Nhật, xài điện 100V nha. Công suất nó là 100W. Cây hàng là 100W còn rất là đẹp. Đây mũi còn sáng luôn. Mũi này nó còn sáng rất là đẹp ha. Dây zin nguyên nguyên cây. Điện 100V nha mọi người. Test ok, nóng rất là nóng ha. Rồi cái món hàng này có mã là 9506 nha, giá 300 ngàn. Đây cái mũi này rất là dài. Không biết cái mũi này nó rất là dài nè. Đó. Kích thước toàn bộ cây nè. 32 cm. Rồi tiếp theo về một cái bộ à không, con dao nó như con dao mà như cái nĩa, như cái nĩa sắt bánh vậy mọi người. Đây nó chiên là sắt bánh nè. Cái này hàng của Đức nha mọi người, hàng Đức chưa sử dụng, đây thương hiệu nè. Lucky Man. Đây Đức sản xuất nè. Nó chiên cắt bánh pizza đồ á. Đó, cắt bánh pizza, chiên cắt bánh pizza ha. Nó có nguyên tem chưa có sử dụng. Đây. Đây nó chịu nhiệt độ lên tới 220 độ C ha. Mát nè. Rồi kích thước nó đây. Cái lưỡi là nó 16. Tổng nguyên cái con cây này là 26 ha. Đây nguyên tem luôn. Đó hàng của Đức, sản xuất xuất Nhật mọi người. Đây xuất thì mã vạch xuất qua Nhật nè. Còn đây là mã vạch này nó sản xuất bên Đức nè. 40 ha. Rồi cái cây dao này có mã là 9507 ha, giá 300 ngàn. Rồi tiếp theo về mấy cái món này. Mấy món đồ bếp của Đức. Đây là một cây khui hộp, khui bia ha, đây của Đức. Của thằng đây. Cái thương hiệu hai cái hình người màu đỏ nè. Đây, thương hiệu đó luôn ha. Đây nó có đóng mộc vô cái thân lưỡi luôn. Đây là một cái cây cắt bánh. Gọi là cắt bánh nha mọi người. Một cây khui với một cây ép tỏi của Nhật. Cây này ép tỏi này của Nhật sản xuất mọi người. Đây. Có đóng mộc luôn. Rồi ba món em bán là chung combo luôn nha mọi người. Ba món. Mã 9508 ha, giá 300 ngàn luôn. Rồi, tiếp theo là hai cái cưa cành. Cưa cành bonsai của Nhật. Đầy lưỡi nó có khóa lại nè. Đây. Cái thằng này cái khóa nó hơi trượt nè. Này mọi người. Cái thằng này nó cũng mới chưa sử dụng mọi người. Đây hai cây này là mới chưa sử dụng ha, lưỡi nó chưa sử dụng. Đây hai cây này có kích thước đây. Cây này cây nhỏ là 30 ha.
cây lớn là 42, lưỡi nó là lớn nhỏ là 10 13 ha. Lớn này 20. Hai cây cưa cành chưa sử dụng mọi người. Rồi em bán bộ luôn nha mọi người. Bộ hai cây ha. Bộ hai cây này có mã là 9509 nha, giá 300 ngàn. Hai cây cưa cành cán gỗ. Rồi tiếp theo là mấy món đây mấy món lặt vặt. Mọi người làm đồ gì nhỏ nhỏ hay sử dụng ha. Đây là hai con dao gọt giấy. Hai dao gọt giấy của Nhật nè. Mini rất là nhỏ. Đây. Để lên xài. Rất là tiện ha. Hai cây giống nhau. Rồi với một cái kính đây một cái kính. Đó. Rồi. Với một cái đồ gấp nha mọi người. Đây cái gấp rất là mini nhỏ. Còn rất là mới gấp mà nó khóa rồi luôn nè ha. Đây cũng là một cái gấp. Đây cái kìm gấp ha. Cái kìm gấp còn rất là đẹp luôn. Có răng còn mới luôn nè. Nó có khóa đây luôn. Khóa nhiều nắp. Mình kẹp lòng đồ nhỏ rất là tiện luôn. Như hàng mạch hay gì đó. Kẹp vô rất là tiện, cái này cũng nhỏ nè. Đây kích thước nó. Cái kẹp nhỏ có 12 cm này. Cái kẹp lớn là 18 cm. Rồi tính ra là 1, 2, 3, 4 là con dao 1 nè. Với này 2, này 2 kẹp nữa là 4 món. Đó. 4 món này có mã là 9510 nha, giá 300 ngàn. Rồi, em kết thúc cái video ở đây nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi, ủng hộ. Hẹn gặp mọi người trong các video tiếp theo nha.